Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người vị trí của cái hoa táng thương để các bạn có thể farm được. Thì mình sẽ farm ở những khu vực như thế này. Thì lưu ý một điều đó là với những anh em nào mà chưa làm nhiệm vụ hoặc là các bạn lười thì các bạn có thể đến hai khu vực chính, đó là khu vực này và khu vực này. Thì đây là hai khu vực mà nó sẽ nổi hoa ở trên mặt đất, không cần phải chui xuống dưới hang, và các bạn sẽ nhặt được rất là nhiều, hai khu vực nhiều nhất, vừa dễ và vừa nhiều. Thì các bạn lưu ý nhé. Còn đây là tổng cộng những khu vực mình đã nhặt ở trên bản đồ đây. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt từng khu nhé. Đầu tiên thì các bạn tay lên đến đây cho mình nhé. Ở đây này. Thì chúng ta sẽ nhặt được cái khu vực này khá là nhiều. Tay lên đây thì chỉ việc đi thẳng xuống thôi. Thì các bạn sẽ thấy luôn. Ở đây mình có 4 bông. Đấy. Sau đấy thì các bạn đi thẳng tiếp. Qua bên này luôn. Đây. Ở ngay đây các bạn có 4 bông này. Qua bên này này. 5 này, 6 này. 6 bông ở bên này, 4 bông ở bên kia là các bạn đã được 10 bông rồi. 11 này. Bên này có 3 bông này. Không, bên này nhiều lắm. Đây. Đó, sau đấy các bạn đi thẳng vào trong này luôn. Một bông nữa này. Bên này có một bông nữa. Rồi, như vậy là chỉ mới nhặt thôi mà chúng ta đã nhặt được khá nhiều rồi. Tiếp theo thì các bạn hãy tele lên khu vực này cho mình này. Khu vực này là một khu vực rất là nhiều. Các bạn tele ở đây cho mình nhá. Đấy. Sau đấy các bạn đi thẳng lên. Đây. Sẽ thấy luôn một bông ở đây. Nhặt xong rồi thì các bạn quay ngược trở về. Đấy, đi ngược về con sông này thì các bạn sẽ gặp luôn rất là nhiều hoa. Lúc này là một bông rồi. Bên này là ba bông là thành 4 bông. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Sau đấy các bạn đi thẳng tiếp sang bên này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười này. Một bông ở dưới này này. 11. Sau đấy thì các bạn hãy lên trên này. Rồi sang khu vực bên này. Bên này cũng khá là nhiều. Đi thẳng này. Đấy, rất nhiều luôn. Một bông này. 2 này. 3 này. Xa quá. 4 này, 5 này. 6 này, đi ngược trở về này, 3 bông bên này này. 7 8 này, 9 này. 10 này. Như vậy là khu vực này đã xong rồi.
Tiếp theo thì mình sẽ nhặt cái khu vực ở đây anh em nhé. Ở đây thì nó sẽ cần các bạn phải xuống dưới đất cơ. Thì mình sẽ tele đến đây. Sau đấy các bạn đi thẳng vào trong thôi. Đây. Một bông này. Dưới này sẽ là ba bông mọi người nhá. Như vậy là mình đã có bốn bông ở trên này rồi. Sau đấy thì các bạn hãy đi thẳng lên trên này luôn. Đây. Ở phía dưới này. Phía dưới thì mình sẽ có 3 bông anh em nhé. Xong rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tele đến đây anh em nhé. Đây này. Tại lại đến đây thì các bạn di chuyển sang cổng bên tay trái cho mình nhá. Cổng bên tay trái này. Nơi mà chỉ có một cái cột này thôi này. Đây. Thì các bạn nhảy xuống dưới này luôn. Xuống dưới cùng này. Một bông này. Dưới này sẽ có 3 bông. À dưới này chỉ có 2 bông thôi, 2 bông. Ok. Khi mà đang ở dưới này ấy, thì các bạn theo cái luồng gió này đi lên theo mình nhá. Đây. Đây, thì nó sẽ có một cái cổng để các bạn đi vào này. Đây. Sau đấy các bạn đi xuống như này luôn. Đó, thì nó sẽ có cái cổng. Các bạn đi vào tiếp. Cổng to nhá. Đây. Dưới này sẽ có 3 bông. 1, 2, 3. Đó. Sau đấy thì các bạn lại tele về đây cho mình, nhặt nốt hai bông ở đây. Đấy, xuống đây thì các bạn ra đây này, có cái cổng này. Các bạn đi xuống đây này. Đây, mình chỉ có 2 bông ở đây. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lên khu vực ở trên này. Đây, chúng ta sẽ nhặt 4 bông ở đây. Thì các bạn hãy tele đến đây cho mình nhá. Sau đấy thì các bạn di chuyển theo mình này, để chúng ta vào trong cái hang. Quay về phía điểm tele này. Các bạn chỉ đến hang ở chỗ này nhé, đây này. Các bạn thấy có con đường ở đây không? Đây. Đấy.
Các bạn cứ xuống dưới cùng chỗ cái có cái hình con đường mòn ấy. Ui. Sao thế, các bạn đi thẳng vào trong nhá. Đây, các bạn sẽ gặp luôn hai bông ở đây. Sau đấy các bạn đi thẳng vào trong nữa. Đây, chỗ con nhện này các bạn rẽ trái này. Các bạn sẽ thấy hai bông ở đây. Đó. Xong khu vực này rồi. Tiếp theo thì các bạn di chuyển theo mình nhá. Một là các bạn tay này ở đây. Hai là các bạn đi theo cái đường mòn này. Đây, thì nó sẽ dẫn vào các bạn vào trong hang. Thì những bạn nào không có điểm tay này ở đây thì các bạn đi bộ từ đây vào nhá. Còn có rồi thì chỉ việc tay này ở đây thôi. Đó. Ở trong này thì sẽ có 10, tầm 10 bông. Các bạn đi thẳng xuống dưới này. Khu vực của cái bản đồ này nó toàn hang hốc thôi, nên là nhiều khi tìm khó anh em ạ. Mặc dù biết nó ở đấy rồi mà đi mãi không thấy đâu. Các bạn đi thẳng vào trong này. Rồi, đầu tiên các bạn đến đây thì các bạn rẽ vào cái hang ở bên tay phải cho mình. Đây. Đây. Ở đây sẽ có 5 bông. 1 2 3. Đi thẳng vào trong nữa. Sẽ có thêm 2 bông, như vậy là 5 bông. Tiếp theo thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tele trở ra đây. Để chúng ta đi vào lại. Bởi vì trong này đi nó dễ bị sai đường ấy mọi người. Nên mình tele ra rồi mình đi lại cho nó dễ nhìn, dễ hình dung anh em ạ. Đi thẳng vào trong này. Thì lúc nãy là chúng ta rẽ vào đây đúng không? Thì bây giờ chúng ta rẽ vào cái chỗ này. Đây. Rồi các bạn cứ đi thẳng làm sao xuống dưới đáy dưới cùng cho mình là được. Nó sẽ nằm ở đây này. Đây nhá. Đây. Có cái cổng này. Và đây các bạn rẽ sang bên tay trái cho mình nhá. Tay trái này. Đó, các bạn thấy luôn đúng không? Ở đây sẽ có 5 bông luôn. Nhìn là thấy, không cần phải tìm nhiều. 1 2 3 4 5. Ok. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhặt ở khu vực này anh em nhé. Đây này. Thì mình sẽ cần các bạn tele đến đây để chúng ta đi vào con đường của cái hang này ở đây. Còn quay ngược vào trong này. Đi thẳng vào trong. Đó, đi thật sâu xuống dưới đất cho mình. Đi xuống nữa. Ở đây thì nó sẽ có một cái cổng hang ở đây này. Đây. Thì các bạn phải mở cái cổng hang này đã. Thì các bạn lên đây. Lên đây các bạn gặp con Henry chắc đang làm cái gì ở đây. Đây. Đó. Con phá cái này đi. Đó. Đi theo con này. Đây, đi thẳng vào trong này nhá. Đây, 1, 2 và 3. Thì ở trong này cũng có khu vực giải đố cho các bạn luôn. 3 cây này. Sau đó các bạn đi thẳng ra ngoài, đi ngược trở ra.
Rồi, mình đã đi ra ngoài rồi. Sau đấy thì các bạn rẽ sang tay phải nhé, đi thẳng xuống dưới cho mình. Đây, cứ đi thẳng xuống dưới cho mình. Thật ra chỗ này nếu mà bạn nào mở điểm tele rồi thì nó cũng nhanh thôi mà. Đây, dưới điểm tele nhá, nó sẽ có một cái hang như thế này. Các bạn đi thẳng ở trong thì sẽ có 3 cây ở trong này. Một nè, hai, ba, ok. Ok, như vậy thì sau một lúc mình đã nhặt được tổng cộng là 77 bông. Chính xác là có 78 bông cơ. Tuy nhiên thì có một khu vực đây, một bông lẻ loi cuối cùng. Mình đã dạo cái khu vực này rất là lâu nhưng mà tìm mãi không thấy bông ấy đâu. Nên là thôi mình quyết định là bỏ anh em ạ, 77 bông thôi. Thì với những bạn nào mà lười thì mình nghĩ là chỉ cần nhặt khu vực này, khu vực này là xong đó. Còn anh em nào mà nhặt không có nhiều nick thì có thể nhặt một mình khu vực của các bạn thôi, là được tầm 77 bông như mình. Hoặc là các bạn có thể đến đây tìm bông này xem là nó ở đâu, hoặc là bạn nào biết nó nằm ở đâu ấy thì có thể chia sẻ với mọi người bằng cách là comment nhé. Mình cũng cay bông này lắm, rất là cay, tìm mãi mà không thấy đâu, nhưng mà vẫn phải end video thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi, và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ cho mình một like và đăng ký nhé. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.